Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình nâng cấp nhận 10 tỷ top cần to cao. Chương trình nâng cấp này gạo 2 các bạn. Thì gạo 1 mình đã không biết có giới thiệu cho các bạn không, thì mình cũng đã phân phối về các bạn. Thì mình cũng đã bán ra được vài đô các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn biết phần link mô tả dưới video mình, nhiệm vụ khá là đơn giản là các bạn vô đây cũng follow Twitter nữa. Mình đã follow rồi. Rồi. Các bạn bắt đắp lên các bạn. Xuống đây các bạn like nữa cái nè. Reweet tăng 3 người bạn. Rep đi. Địa chỉ BCRS. Thì các bạn vô đây nè, các bạn chỉ dẫn cho tôi quýt các bạn. Đây các bạn mình lần các bạn. Các bạn tăng 3 5 người bạn của mình, có 3 người bạn của mình dưới địa chỉ là BB Smart Chain các bạn. Giống mình như nè. Rồi các bạn bấm trả lời người ta bạn. Rồi. Khoan các bạn chờ chút xíu. Rồi, còn một này thì mình trích dẫn cho tôi quýt nha các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào. Các bạn điền username của nó các bạn, to cao. Rồi, các bạn tôi quýt lên các bạn. Như vậy là xong các bạn. Ok, như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình nâng cấp nhận 10 tỷ top cần to cao đang kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.